Rồi chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ miền núi cưa cái cây cây xài các bạn ơi. Cây các bạn thấy không? Cái cây này khủng luôn. Cây này nó có mấy cục bú rồi các bạn, bú được ảnh đứng với dọa nó. Cây này có dây gì leo tùm lum lá chứ ha. Mà cây này là cắt là gì, cắt nhánh thôi các bạn, tỉa nhánh để cho nó đẹp để làm cây kiểng thôi nha, chứ không có hạ gốc thôi các bạn. Bạn thấy nè, cây này nó bú rồi, bú nổi tùm lum la chứ, bị mấy cây đẹp hình đẹp gì đây là chỉ cắt làm cây kiểng thôi các bạn, chứ không có hạ gốc nha. Bây giờ anh nhánh nhanh cho chùa hay gì không, nhánh ở là ở bên đây lấy luôn. Dạ, dạ, dạ. Mấy cái cây hình đẹp như đây là chỉ cắt bằng làm kiểng nha các bạn. Để coi cái anh thợ cắt cái cây này nó nào nha. Giờ anh qua thằng mình đó để hạ mấy cái nhánh bên đó nha. Ở đây nằm ở trong cây này, ở trong chùa các bạn. Thêm một đoạn nữa ở đây các bạn. Không để cho nó tét, nếu mà để cho nó tét ra vỏ thì có thể là nó không có lên một cây được nữa các bạn. Ở dưới đây có ngày này nó chỉ cắt tới đâu thì anh thợ trên cắt tới đó nha. Chắc chưa gì sao nhánh thở luôn. Anh chị nào có yêu thích kênh của cây của em hãy cho em xin một like và một đăng ký anh chị ơi, để em có cái động lực làm những video tiếp theo. Anh chị bấm cho em xin một lượt đăng ký anh chị ơi. Đây các bạn thấy hình cái hình cây mấy bên đây nè, nó cây này khá đẹp ha. Ở xung quanh đây là ta đó là xe cuốc nó đang đào móng. Ghê không, nó giặt một cái bập luôn, quá ghê, quá ghê. Rồi có thể là anh sang qua nhánh bên này nha.
Mấy cây xài này lâu năm các bạn, mấy cây xài này nằm ở trong chùa là hàng trăm, trên hàng trăm năm luôn á. 80 năm hả? Đã 80 năm rồi các bạn ơi, chứ không có lên trên 100. Đã 80-90 năm nữa. Có cái cây gì nó mọc ở trên cái thân cây xài luôn kìa. Cây đa, thêm cây đa trên đó nữa. Cây đa mọc thêm cây đa trên đó nữa. Mấy này ngồi dọn lại nha. Mấy cây này cắt để hạ gốc nha các bạn, đào gốc để đem đi chỗ khác để trồng làm những cái cây kiểng. Rồi có thể là anh leo lên tuốt trên luôn. Ê, cái cây của ảnh đang vịn là cái cây đó là cây đa nha. Rồi có thể là ảnh sang qua cái nhánh trên đây luôn. Dây, có dây gì leo lên trên đó các bạn. Rồi ông vịn ảnh lên trên đó hết thấy luôn. Có chiếc cái xe cuốc có nằm ở ngoài các bạn, nằm ở ngoài nó hơi tiếng hơi ồn chút xíu ha. Gà đó Phúc ơi, mày đó Phúc ơi, nhanh đó đó. Qua mé bên kia luôn. Đấy. Ở vùng núi này chỉ có mấy cây xài thanh ca, cây xài thanh ca mới còn cây bự gì đấy các bạn. Má ơi, ê. Ôi, coi bãi dây kìa.
rồi ngồi chằm bẹp chặn hẳn ngang đó luôn, bứt ngang cho đó luôn các bạn. Rồi anh di chuyển qua mấy bên kia các bạn. Tụt xuống qua cái nhánh bên đó nha. Rồi anh sang qua nhánh bên đó nha. Rồi anh nghiêng mình qua bên đó đó các bạn, nghiêng mình qua để cắt mấy cái nhánh bên đó nha. Nhánh nó anh leo chết lên ngọn luôn nha các bạn, leo lên ngọn cắt ở trên nha. Miếng bơm không? Trời ơi, anh đu anh leo lên. Hết thấy rồi các bạn ơi, bị cây này nó cao quá, điện thoại mình quay không tới nữa. Yeah.
Rồi còn hai cái nhánh á, anh cắt cái nhánh mé bên kia các bạn. Rồi mắc leo lên trên này chứ, để cắt nguyên cái nhánh đó rồi xuống là nó đụng vô mấy cái đầu cọc này nữa. Rồi cắt cái cục cái đọt luôn các bạn ơi. Gãy đó, gãy đó. Ôm cây, ôm cây lại. Ừ. Trời ơi, rung cái cây luôn à. Rồi, có thể là anh cắt một đoạn nữa. Cái cọng dây chút chút thôi. Cọng dây thắt lưng á. Anh cắt xuống một đoạn rồi còn cắt thêm một đoạn nữa mới tuột xuống nha các bạn. Bị gì? Ấy, ấy. Trời ơi, ghê không? Má ơi. Rồi xô chưa gãy. Rồi bắt đầu là anh tuột xuống các bạn ơi, tuột xuống có thể là anh tỉa lần lần xuống, xích xuống một chút. Cái nào mà cảm thấy nó không đẹp thì anh cắt nữa nha. Chắc cái nhân giải với nhân khô với luôn cho tôi. Mấy cái nhánh tét đó là anh cắt lại luôn nha. Thank you.
Rồi xong, có thể là anh xuống luôn nha. Rồi, rồi anh thả cái máy cưa xuống các bạn. Máy cày xài này lâu năm kiến như lắm các bạn. Rồi. Rồi xong. Rồi mình kết thúc video các bạn ha. Các bạn vô tiếp theo ha. Kiến kìa. Đi. Rồi mình kết thúc video các bạn ơi.